ăn đi con. Cháo thịt gà hạt sen mà con vẫn thích ăn nè. Cảm ơn mẹ. Đợt này đốm ốm quá, mẹ phải tẩm bổ cho đốm thật nhiều mới được. Mẹ, con muốn ăn nữa. Con ngay. Nhiều đồ bổ, bồi dưỡng cho mau lại sức. Con không có đói. Không đói cũng phải ăn. Mẹ tốn bao công sức nấu cho con ăn. Con mà không ăn là mẹ buồn lắm đó nha. Ba vừa gọi nói là ngày mốt ba về. Thích quá. Con ăn mau đi cho mau lại sức. Chứ để ba về mà thấy con ốm như vậy thì ba sẽ không vui đâu. Nhưng con ngán lắm. Ngày nào cũng ăn đồ bổ. Con có đói. Con có biết là trên thế giới này có biết bao nhiêu người không có gì để ăn hay không? Thì mẹ mang đồ ăn này chia cho các bạn đó đi. Ăn đi, nhiều chuyện quá. Đốm, sao con đi học mà không thưa mẹ? Con thưa mẹ con đi học. Yên tâm, mẹ không bắt con ăn nữa đâu. Mẹ nói thiệt, mẹ hứa đó. Con cảm ơn mẹ. Con có muốn ăn gì không? Không. Không. Cảnh đẹp quá. Mùa này hoa nở đẹp quá ha. Ừ, đẹp thiệt đó. Nhưng không đẹp bằng vườn nhà mình. Vườn nhà mình mùa này cả lá xanh mốt, củ nào củ nấy bự ơi là bự luôn. Xì, sao bằng nhà mình được. Nhà mình mùa này hoa muốn nở tím cả vườn, đẹp ơi là đẹp. Nhà mình có đủ hết. Ba mình trồng rất nhiều hoa. Ngày nào mình về cũng hái cho mẹ một bó để cắm. Đẹp lắm. Trong vườn nhà mình có một ao cá rất lớn. Chiều chiều mình và ba ra ao câu cá về nướng ăn. Ngon ơi là ngon. Trước nhà mình thì ba mình trồng rất nhiều me. Mùa này me chín dốt ăn. Vậy thì trước nhà của đốm có gì nè? Nhà mình... Bạn quên rồi sao Tai To? Vườn nhà đốm đâu có gì ăn được đâu. Đúng rồi, liêu liêu. Liêu 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 liêu. Đốm, con nhìn nè. Quà của con với ba trồng trước nhà đẹp chưa? Không đẹp tí nào hết. Hôm nay con sao vậy? Sao vườn nhà mình ba không trồng cây gì ăn được hết vậy? Làm con bị các bạn cười. Con trai, sao con lại nói như vậy?
Trước đây ba con đã trồng cho con rất nhiều cây trái mà. Ba dặn con trông coi chúng, tưới cho chúng. Đốm, ba vừa mới trồng xong cho con một vườn cây. Con phải chăm sóc cho nó mỗi ngày, tưới nước cho nó, nghe chưa? Cây cao cây lớn, cây xanh lòng mình quá vui. Cây ơi sau này mau lớn để ta được nhờ. Ôi, sao hôm nay không ai tưới nước cho chúng ta? Ôi, khát nước quá, khát quá đi mất. Rồi sao nữa hả Đốm? Dạ, con không chăm chúng nên chúng nở. Con à, nếu con chỉ trồng cây mà không chịu bón phân, tưới nước thì nó sẽ chết. Nếu bỏ cuộc giữa chừng thì ba chắc chắn là con chẳng bao giờ có được kết quả như mong muốn đâu. Dạ, con biết rồi mẹ. Sau này làm bất cứ việc gì con cũng sẽ cố gắng đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc. Con trai ngoan, con hiểu được như vậy thì mẹ rất là vui. Có một cơn bão từ ngoài khơi, sức gió giật từ cấp 12 đến 13 độ, đang vào đất liền. Bão lại đến. Yeah, bão to. Chắc ngày mai thế này cô giáo cũng cho Đốm nghỉ học. Mẹ tin bão sẽ chỉ trong đêm nay thôi. Ngày mai Đốm sẽ vẫn phải đến trường. Khuya rồi, Đốm đánh răng đi ngủ nha con. Dạ. Mẹ ơi, ngày mai hết bão phải không ạ? Đúng rồi, ngày mai bão sẽ qua thôi con. Dạ, Đốm chúc mẹ ngủ ngon. À, hết bão rồi. Thôi, mình ra sân tập thể dục. Ơ, à, bạn đang làm gì trên đó vậy? Không phải, bạn đang bị mắc kẹt không? Bạn đợi mình tí, để mình giúp bạn nha. Tìm được anh à, mình sẽ cứu bạn. Ui da, thật là đau quá. Bạn đừng lo, mình không sao. Nhất định mình sẽ cứu giúp bạn. Đớn, con mang quạt máy đi đâu vậy? Nhất định lần này sẽ thành công. Ơ, bạn bị lạnh hả? Mình xin lỗi bạn. Còn một cách cuối cùng, leo cây. Bạn đừng sợ, mình đến rồi đây. Trời ơi, Đốm. Đốm, tại sao con lại leo cây vào sáng sớm như thế này? Con có biết leo trèo rất nguy hiểm hay không? Không có bạn mây nhỏ này cứu con thì con sẽ ra sao đây? Con xin lỗi ba mẹ. Do hôm qua bão to, con phát hiện mây nhỏ bị kẹt vào các nhánh cây nên con muốn giúp bạn ấy. Thì ra là như vậy. Giúp đỡ là tốt, nhưng Đốm cũng đã sai. Đốm có biết đó là lỗi gì hay không? Dạ biết. Ừ, Đốm biết tự nhận ra lỗi lầm như vậy là tốt. Ba mẹ sẽ không phạt Đốm đâu. Lần sau cần lấy thứ gì trên cao, Đốm không được tự ý leo trèo mà phải nhờ người lớn giúp đỡ đó, có biết chưa? Dạ, Đốm biết rồi ba mẹ. Cảm ơn mấy nhỏ đã cứu mình. Như vậy tụi mình hòa nha. Tạm biệt. Con với chả cái đã nói bao nhiêu lần rồi là phải tập viết chữ cho đàng hoàng vào. Hôm nay không có đi chơi đâu hết. Con phải ở nhà tập viết lại bài kiểm tra 10 lần. Đúng 10 lần? Ít quá hả? Vậy con có muốn mẹ tăng lên 20 lần hay không? Dạ không. Lát mẹ sẽ lên kiểm tra đó. Chán quá đi, mình ghét môn tập viết.
mình với nha. Lẹ lên. Đốm, con đi đâu đó? Dạ, con chỉ đi ra ngoài một chút xíu thôi ạ. Con chép phạt xong chưa mà đi vậy? Dạ rồi. Mang xuống đây mẹ kiểm tra coi. Con đã viết xong đâu? Đốm. Đốm làm gì mà lâu dữ người ta? Đốm, lẹ lên. Các bạn đi đi, mình không đi được đâu. Đốm, tập viết đi. Chắc mình nghe lộn á. Đốm, làm bài tập đi. Mẹ lên kiểm tra bây giờ. Chán lắm, mình không làm đâu. Có mau làm không? Không làm. Giờ thì chị học bài chưa? Chịu. Tốt nhất mình nên tập trung làm bài tập cho rồi. Lát nữa mẹ lên kiểm tra mà chưa xong thì còn bị ăn đòn đau hơn nữa. Giờ chăm chỉ tập viết mà chữ của Đốm đẹp hơn xưa rồi nè. Dạ, con cảm ơn mẹ, con sẽ chăm tập viết. Thích nhất là có thể chụp hình bằng điện thoại với chất lượng cao. Nào, 1, 2, 3. Trời, ba không biết chụp hình gì hết. Cái này đẹp nè, mình phải post lên Facebook khoe liền mới được. Con cũng muốn chụp hình nữa. Thôi, ba con mình nhường mẹ đi. Mình là đàn ông mà con. To mới được. Các bạn ấy select mắt gì ghen tị cho mà coi. Đẹp quá à? Phải như vậy mới ngầu chứ. Như vậy còn ngầu hơn nữa nè. Bữa nay chụp được bao nhiêu là hình đẹp. Về nhà mẹ sẽ lát mắt cho coi. Ủa, sao mình không chụp một tấm lúc mà đang cưỡi ngựa ta? Ngầu lắm luôn đó. Lần này nhất định phải được. Yeah!
thoại của mẹ. Con chỉ muốn chụp hình với các bạn thôi à. Biết nhận lỗi là tốt. Ba sẽ đem sữa và sau đó đến lượt ba tự sướng. Trên thế giới có nhiều loài động vật hoang dã đã biến mất hoàn toàn. Hiện tại có khoảng hơn 1.500 loài được xác định có nguy cơ tuyệt chủng và cần được bảo vệ. Việc bảo tồn sự đa dạng của các loài động thực vật trong tự nhiên là vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết. Mình nhất định phải làm gì đó để cứu các con vật đáng thương này và cứu lấy tương lai của trái đất nữa. Nhưng phải làm gì ta? Chết nè! Chết nè! Mẹ đang làm gì vậy? Là vậy, mẹ mới phát hiện ra là nhà mình có gián. Tội nghiệp con gián quá. Mình phải cứu con vật tội nghiệp đó mới được. Mẹ để con. Chết nè. Chết nè. Nó chạy thoát rồi hả? Dạ không, con giết chết nó rồi. Bây giờ con đem bỏ nó đi đây. Con nhớ cho vô bồn cầu rồi xả nước thiệt là mạnh nha. Dạ. Mày cứ yên tâm sống ở trong đây nha. Ta sẽ bảo vệ mày. Phải giấu cái miếng này mới được. Ăn đi, chắc mày đói bụng lắm rồi. Ở trong này không mẹ thấy đó. Phòng con sao có mùi gì hôi quá vậy? Con có ngửi thấy mùi gì đâu. Không có gì đâu mẹ ơi. Trong này có gì vậy? Không có gì đâu, mẹ trả lại cho con. Con đã nói rồi mà. Con có biết gián là loại côn trùng có hại, mang rất nhiều mầm bệnh không hả? Dạ. Và sau đây là phần thi của bạn Đốm. Khỉ chu là chu ít con, có hai là hai mắt tròn, chu ngồi trên chiếc la sen, chăm chỉ học bài. La la, la la. Quang Hồ, Đốm hát hay quá. Ngày hôm qua công nhận Đốm hát hay thiệt đó. Đúng rồi đó, mình với tay to ngồi nghe mà mê luôn. Thì bởi vậy mình mới được giải nhất toàn trường. Hôm qua bạn Sơn Ca hát cũng hay nữa. Hay đâu mà hay, bạn Sơn Ca hát cũng bình thường thôi mà. Mình thấy hay chứ bộ, giọng bạn ấy rất là trong trẻo. Nếu Sơn Ca hát hay, sao bạn ấy không đạt giải nhất? Phải rồi, nói chung bạn Đốm hát là hay nhất. Đúng đúng, bạn Đốm của mình là tuyệt vời nhất. Đốm ơi, bài này khó quá à. Bạn gợi ý cho mình làm bài đi. Trời, bài này dễ ơi là dễ. Cần gì mà phải gợi ý? Bạn cố mà suy nghĩ đi chứ. Đốm mà làm thì chỉ có 5 phút mà xong. Đốm ơi, bài này mình làm như vậy có đúng không? Trời ơi là trời, bụng bự là bụng bự.
mà dễ như vậy? Mà bụng bự có làm sai nữa là sao? Tại mình không biết thiệt mà. Hai bạn sao mà dở quá vậy? Thấy mình không? Làm một chút xíu là xong hết rồi nè. Mình đẹp trai, mình thông minh, mình lực lưỡng, mình chạy nhanh, mình là siêu nhân. Thôi, tụi mình về nhà nhờ ba mẹ giúp đây. Ủa, không học nữa hả? Sao về sớm quá vậy hai bạn? Tụi mình ngốc lắm, không dám học chung với thiên tài đâu. Ủa, tai to với bụng bự đâu rồi con? Dạ, hai bạn nói về nhà rồi mà. Sao đang cùng học với nhau mà hai bạn đó lại đi về? Tai to với bụng bự học dở lắm, con không muốn học chung chút nào. Đốm nè, nếu như ai đó chê con học dở hoặc là chê con hát không hay thì con có buồn không? Dạ, có chứ. Nếu như con gặp khó khăn cần các bạn giúp đỡ mà các bạn lại không ai chịu giúp thì con thấy thế nào? Dạ, con sẽ rất là buồn. Tai to và bụng bự về nhà không học chung với con nữa là do hai bạn cảm thấy buồn khi bị con chê đó. Mẹ nghĩ con nên đến nhà xin lỗi hai bạn ấy và cùng hai bạn ấy làm bài. Dạ, con sẽ đi liền. Mẹ cho con dĩa trái cây này luôn nha. Con làm quà để xin lỗi hai bạn. Đốm ơi, mau vào ăn tối thôi con. Dạ, con vào đây. Lại ăn cơm, chán chết đi được. Chơi với đồ chơi vui hơn. Mấy bạn đợi xíu. Con rửa tay chưa? Dạ, con rửa liền. Con ăn xong rồi. Đốm, con đang ăn dở dang kia mà. Nhưng con no lắm rồi mẹ ơi. Đốm, bữa trưa mẹ đã cho vào ba lô của con rồi. Nhớ ăn trưa đúng giờ nha con. Lại ăn, chán. Đốm ơi, mình với bụng bự tới rồi, đi học thôi. Ba mẹ ơi, con ăn xong rồi, con đi học nha. Mình thấy cậu bé Lóc Cốc đúng là một siêu anh hùng đó. Mình thấy Lóc Cốc siêu cấp đẹp trai nha. So đẹp trai thì thua xa mình. Lóc Cốc có cái bụng thua xa cái bụng to của bụng bự mà. Thôi, cậu biết mình xấu trai rồi. Đâu có, có cái bụng to ăn đứt Lóc Cốc. Đốm đừng chọc bụng bự nữa. Mình ăn trưa còn ôn bài, chiều kiểm tra đó. Đốm ăn chưa xong mà. Ồ, mình thấy Đốm bỏ dở nhiều thức ăn lắm. Mẹ mình nói ăn mà bỏ như vậy sau này sẽ bị bỏ đói luôn đó, rồi còn bị phạt ăn sâu nữa nha. Hả? Nó xạo. Có bạn ăn nhiều cái bụng to lên kìa. Đốm bỏ dở cơm như thế là không biết quý trọng thức ăn. Sau khi cơn bão đi qua, rất may là không làm thiệt hại về người, nhưng hầu hết các loại lương thực thực phẩm cũng đã bị tàn phá nặng nề, làm ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ. Bọn trẻ thật là đáng thương. Mấy bạn không được ăn no mẹ à. Nhìn mấy bạn đáng thương quá. Ừ, năm nào cũng có bão lũ. Mỗi mùa bão, trẻ em đều không có thức ăn. Con rất thương mấy bạn. Ngày xưa, ba mẹ cũng phải trải qua những thời gian thiếu thốn như vậy đó. Sao ạ? Ba mẹ cũng giống mấy bạn. Khổ cực như các bạn vậy đó con. Chuyện dài lắm, sau này ba sẽ kể cho con nghe sao? Ba kể con nghe bây giờ đi. Ba còn nhớ, sáng sớm ông bà đã phải ra đồng làm việc. Con có biết không, làm ruộng vất vả như vậy, nhưng mà tới mùa thu hoạch, gặp bão lũ là xem như mùa đó không có cơm đủ để mà ăn qua ngày. Con có thấy nó giống tình cảnh những bạn ban nãy hay không? Đốm có biết quý trọng thức ăn không? Có chứ mẹ. Vậy ai bỏ thừa bữa cơm tối qua ha? Con ít mà. Con bỏ thừa bữa sáng nay. Bữa trưa mẹ nhớ là con cũng bỏ hơn phân nữa. Con đã hiểu. Từ nay con sẽ không như vậy nữa. Cuối cùng cũng tới lứa thu hoạch rồi. Ba làm nhà khoa học
Mà sao ba chồng cà chua thua bát bò vàng nữa? Con nói vậy là sao? Sao lại như vậy? Bữa hổm á, đốn qua nhà bác bò vàng, thấy bác có nguyên vườn cà chua chín đỏ rực luôn, mà trái thiệt là to. À, ba hiểu rồi. Có chuyện gì hả ba? Có lẽ bác bò vàng đã dùng thuốc tăng trưởng cho nên trái cà chua mới to như vậy. Thuốc tăng trưởng là gì? Là thuốc rất độc, nếu ăn những thực phẩm có chất này sẽ có hại cho sức khỏe của chúng ta. Thì ra là vậy. Thôi, chúng ta đi hái cà chua đi con. Tuân lệnh ba. Mưa tới hay là cái gì vậy? Là cho cháu đó ba. Trời đất, sao mà nó to quá vậy? Nè, các ngươi định làm gì vậy? Lũ châu chấu đáng ghét. Nè, lũ châu chấu kia, đây là vườn cà chua của ta. Các ngươi mau biến đi chỗ khác, nếu không thì phải trả tiền bồi thường đây. Ba, ba có sao không? Ba không sao. Chúng nó hung hăng quá, mình phải làm sao bây giờ hả ba? Bọn này chắc chắn đã ăn trúng thuốc tăng trưởng nên mới lớn như vậy. Thuốc tăng trưởng? Là thuốc mà bác bò vàng xịt vào trong vườn của bác á hả ba? Ừ, có thể là bác bò vàng đã xịt trúng nó, làm cho nó lớn lên như thế này. Vậy làm sao hả ba? Nếu không á, chúng sẽ tàn phá hết rau xanh của chúng ta á. Điều này ba vẫn chưa nghĩ ra. Con tưởng ba là nhà khoa học, cái gì ba cũng biết hết chứ. Thôi, chỗ này hết rồi, ba đi chỗ khác đi tụi bay. Đại ca, em thấy cà chua ở đây ngon quá. Nhưng có còn miếng nào nữa mà ăn? Ý em là sao chúng ta không bắt lão kia về trồng cho chúng ta ăn? Ăn mấy chỗ kia thuốc trừ sâu không à? Em bị đau bụng mấy lần luôn á. Ý kiến hay, ta sẽ bắt ông ta trồng thật nhiều rau sạch cho chúng ta, để chúng ta ăn từ từ. Đi thôi. Cái gì vậy? Cái gì thế này? Đớm, đớm, cứu ba. Ba, trả ba lại cho ba. Bé ngoan bé biết vâng lời, mẹ cha thầy cô dạy bảo. Bé ngoan học hành chăm chỉ, lớn lên giúp ích cho đời. Bé ngoan yêu mến bạn bè, giúp nhau học hành khắc giỏi. Mai sau bé mới nên người, vì bé ngoan bé biết vâng lời. Tại sao lại có bọn châu chấu to như vậy hả đứa? Mình không biết nữa, nhưng ba mình nói có lẽ do chúng bị trúng thuốc tăng trưởng. Vậy làm sao chúng ta có thể tiêu diệt được chúng bây giờ? Mình không biết, nhưng chúng ta có thể tìm nó trong phòng nghiên cứu của ba mình. Nhưng chúng ta biết cái nào sẽ giúp được mình hả đớm? Mình cũng không biết nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? À, hay là mình thử tìm trong sổ ghi chép của ba đớm xem sao. Đúng rồi, toàn là hình vẽ và con số, tìm biết bao giờ mới ra đây. Wow, hoa đẹp quá, còn có trái nữa chứ, chắc là ngon lắm đây. Đúng đúng dẻo. Sao vậy đớm? Đây là hoa phù thủy. Hoa phù thủy? Đúng vậy. Sao gọi là hoa phù thủy vậy hả đớm? Bởi vì nó có khả năng thôi miên người khác. Không hiểu gì hết á. Nếu ai ăn nó thì sẽ làm theo lời người khác nói, cái gì cũng làm hết á. Ê, ghê quá. Ê, chuyện gì vậy bụng bự? Sao chúng ta không dùng nó để thôi miên lũ cho cháu ha? Dùng nó? Bây giờ tụi mình phải tìm cách để bọn cho cháu ăn trái này.
À, mình đã có cách. Cách gì? Không được, không được. Bác không giúp con thì con không thể cứu được ba của con. Nhưng như vậy thì sẽ hư hết vườn cà chua của ta. Con năn nỉ bác mà. Thôi, cháu hãy đi tìm vườn của ai khác nhờ giúp đỡ đi. Nếu bác không giúp á thì mai mốt lũ châu chấu ăn hết chỗ khác cũng ăn luôn vườn nhà bác thôi. Mà biết đâu chừng á, chúng ăn hết rau sẽ chuyển qua ăn thịt chúng ta. Các cháu đừng có dọa ta, ta không dễ bị mắc lừa đâu. Chính bác là hung thủ làm cho bọn châu chấu biến thành khổng lồ. Nếu cháu nói chuyện này cho hội bảo vệ thiên nhiên vũ trụ thì bác sẽ bị bắt giam. Ta đã làm cái gì? Chính bác phun thuốc tăng trưởng với cà chua làm cho bọn châu chấu dính thuốc mà to lên như vậy nè. Ta vậy bác có giúp được cháu không? Thì ta sẽ giúp. Không ngờ Đớp lại nghĩ ra cách nghiền hoa phù thủy ra để phun lên vườn cà chua của bác bộ vàng. Đúng thật thông minh. Kỳ này bọn châu chấu mà ăn cà chua nhất định sẽ bị chúng ta thôi miên. Yeah. Mình ngồi đây làm gì vậy Đớp? Chúng ta đợi bọn châu chấu đến đây. À, thì ra là vậy. Kìa kìa, bọn chúng tới rồi kìa. Mình ăn vườn này hả đại ca? Ăn đại thôi chứ biết sao giờ. Ông chủ vườn xịt thuốc nhiều quá à, ăn có bị sao không đại ca? Chúng ta nhờ thuốc của ông ta mà lớn như thế này thì còn sợ gì nữa chứ. Chúng bay đâu, tấn công. Bọn mình ra tay thôi. Tấn công. Cái gì vậy bu bự? Thì tấn công bọn chúng. Đâu phải đánh nhau kiểu đó đâu. Bụng bự ham đánh nhau quá. Vậy phải làm sao? Xem mình nè. Bọn châu chấu kìa. Ai mà dám hỗn hào thế? À, thì ra là con trai của lão già nhà đốm kia. Để em xử nó cho đại ca. Ừ, ta sẽ cho ngươi biết tay. Tên kia, muốn cho ta xem đi. Ngươi làm gì thế hả? Còn ngươi, cũng múa cho ta coi. Ngươi dám kêu ta múa? Hay quá. Mấy đứa con thiệt là giỏi, đã nghĩ ra cách cứu ta. Đó là nhờ đốm và bụng bự thông minh đó bác. Chuyện nhỏ thôi. Vậy bọn châu chấu này, chúng ta làm gì với chúng bây giờ hả ba? Hay là mình đem nó về nuôi để dành cởi đi học nha đốm. Nhưng mình lấy đâu ra cỏ cho nó ăn đây chứ? Hay mình tiêu diệt nó đi ba. Chúng không có lỗi gì con à. Chúng cũng là nạn nhân của những người dùng chất độc để trồng trọt mà thôi. Cách này cũng không, cách kia cũng không. Vậy biết làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ bảo chúng nó bay vào rừng. Chúng sẽ sống ở trong đó. Ba thật là sáng suốt. Ba là ba của con mà. Mà công nhận chúng khỏe ghê. Chở chúng ta nãy giờ mà không mệt. Ừ, chứ không nó quăng chúng ta xuống như kia rồi. Nếu mấy đứa không cứu ta thì có vẻ như sẽ an toàn hơn, có đúng hay không? Ba nói đúng á. Con cũng nghĩ vậy nữa. Con xin lỗi. Tại con tất cả. Sao tự nhiên có cảm giác bị ai theo dõi vậy ta?
hồi nãy mới thấy ai ở trong đây mà. Trời ơi, kinh quá, ghê quá à. Thôi, ra khỏi đây thôi. Ê, đớm, dậy đi, dậy đi. Làm gì mà la dữ vậy? Bộ quên tôi rồi hả? Ủa, tôi quen bạn hả? Trời ơi, tôi nè, nồng nọc nè. Sợ ke, bạn là nồng nọc mà. Nồng nọc làm gì có tay chân. Dốt quá à. Bộ bạn không biết nồng nọc tiến hóa thành ếch hả? Ếch mẹ đẻ ra trứng, trứng khi nở không thành ếch con ngay, mà nở ra nồng nọc. Nồng nọc sau khi lớn thì mọc thêm tứ chi và trở thành ếch khi trưởng thành. Nhưng ếch thì ở dưới đất và nước thôi, chứ sao lại lên cây được? Bởi vì mình là ếch ở trên cây nên gọi là ếch cây. Dòng họ nhà mình có nhiều loại lắm. À, giờ thì mình nhớ ra rồi. Nồng nọc cũng thích cái trò hù người khác đúng không? Đúng rồi, vì chúng tôi là một mà. Nhưng ngó vậy mà đớm nhát gan quá ha. Tại vì mình cứ tưởng là kẻ xấu, không nghĩ ếch cũng biết leo cây. Nồng nọc, bạn khỏe không? Bữa giờ bạn đi đâu vậy? Mình có đi đâu đâu, mình biến hóa thành ếch đó. Nồng nọc là tên mình lúc nhỏ, bây giờ lớn gọi là ếch rồi. Hay quá ha, mình cũng muốn biến hóa vậy. Bây giờ đớm tên là đớm, vậy lớn lên bạn sẽ là gì ta? Thì vẫn là đớm thôi, vì mình không giống bạn. Đớm chỉ có lớn lên chứ không thành cái khác, chỉ có một vài loài biến hóa thôi. Ví dụ như bướm là do sâu biến hóa, ếch là từ nồng nọc. Hay quá ta, vậy tụi mình mãi mãi là bạn rồi. Chán quá à. Biết chừng nào mới tới nơi đây. À, bay tới rừng nguyên sinh rồi. Ủa, rừng nguyên sinh là sao? Rừng nguyên sinh là rừng già đó. Nói chung là rừng nguyên thủy trong thiên nhiên, không bị ảnh hưởng bởi con người. Cho mình coi với, cho mình coi với. Có gì từ từ, lọt cái lũ qua cửa sổ bây giờ. Rồi, thôi kệ, cũng còn vui hơn thở dài trên máy bay, chả có làm gì được. May là có mấy cái cây nó đỡ, chứ không thôi là đi bán muối rồi. Thôi chết rồi, phải tìm bụng bự, tay to.
Hai mẹ nó bây giờ chắc đang hoảng loạn lắm luôn. Đêm. Nhất định bụng bự vậy ta to nhìn thấy chắc chắn sẽ khóa cho mà xem. Bụng bự, tay to, hai bạn tới chưa? Hết hồn, cái gì đẹp vậy hả Đốm? Đồ chơi đặc biệt lắm đó. Là cái gì vậy Đốm? Từ từ xem nè. Chuột nhắt, mình sợ chuột nhắt lắm. Sao bạn lại bắt chuột làm gì? Con cười được nữa. Đây không phải chuột thiệt đâu. Không phải chuột thiệt, không để chuột ma. Là chuột đồ chơi đó. Đồ chơi? Đúng vậy, mình nhờ ba mình làm cho đó. Giống thiệt phải không? Đồ chơi thiệt tay to ơi. Đốm giỏi quá à. Cho mình mượn xem một chút nha. Ừ. Trả lại cho mình. Không trả đâu. Cho mình chơi với. Bụng bự có sao không? Bị cứng cái gì ở bụng, đau quá à. Đau hư của mình rồi nè. Mình xin lỗi. Con chuột của mình bị hư rồi. Xin lỗi được cái gì? Mình đâu có cố tình đâu. Tại bạn đó. Thôi mà Đốm, bụng bự đâu có muốn đâu. Không mấy mình đền cho. Bạn đừng có giận mình nha. Có một con trái đất này thôi á, trên vũ trụ này luôn, làm sao bạn đền được? Mình mai mốt có đồ chơi không thèm cho một bữa chơi luôn. Chuyện gì mà con có vẻ bực mình vậy con trai? Một bữa làm hư đồ chơi của con, bực mình ghê. Đốm của mẹ nè, món đồ chơi đó quý như vậy sao? Đó là con chuột nhắt rất dễ thương. Có dễ thương bằng bạn bụng bự của con không? Dễ thương hơn nhiều. Vậy mẹ sẽ nói với ba con làm cho con một con chuột nhắt khác. Nhưng con sẽ không được gặp bụng bự nữa. Sao như vậy hả mẹ? Con phải chọn một là đồ chơi, hai là bụng bự. Con chọn đi. Con quý ai hơn? Vậy con có bao giờ làm hư đồ chơi của bạn ấy không? Dạ, có. Cũng nhiều. Vậy sao giờ lại giận bạn? Mẹ ơi, con hiểu rồi. Tình bạn quan trọng hơn đồ chơi mẹ. Không biết cho sói có ăn táo không ta? Bạn dẹp cái trái táo của bạn đi. Chó sói ăn thịt chứ không có ăn trái cây đâu. Nói nhỏ thôi, để mình đốt lửa lên. Đúng rồi, thú hoang rất là sợ lửa. Nổi lửa lên đó mai. Oh yeah. Bùm 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 cháy lên đề. Chết rồi, lúc nãy đốt hết diêm rồi. Bùm. Lúc nãy đốt chi nhiều, rồi bây giờ chết chùm luôn rồi nè. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không có diêm thì mình làm theo cách truyền thống. Thôi kỳ này tiêu thật rồi. Trước khi chết cũng phải ăn cho no mới được. Tôi chứa bao nhiêu thứ mà gần chết chỉ có kẹo cao su để ăn thôi. Mình nhớ rồi, mình có cách rồi. Giấy bạc có khả năng dẫn điện. Nếu ta dẫn điện từ cực âm với cực dương của cục pin thì gặp dân như vậy nào thì nó sẽ bốc cháy. Yeah, chúng ta được cứu rồi. Được rồi, tối nay chúng ta sẽ cắm trại ở đây. Một 100% bụng bự ngủ rồi. Thôi, lại cần bụng bự ngủ cho ấm.
Vậy đi, có máy bay tới cứu mình kìa. Chết rồi, máy bay không thấy mình. Nhanh lên, chia đóng cửa lớn thành ba đóng cửa nhỏ, đó là tín hiệu cứu nạn quốc tế. Thổi cho khói lên đi mấy bạn, thổi mạnh lên, mạnh nữa, mạnh nữa. Trở về với văn minh, được ăn đùi gà rồi. Không phải ăn táo trừ cơm, về nhà ăn đùi gà trừ cơm luôn. Yeah. Mai mốt á, không bao giờ đi máy bay nữa đâu. Có đi còn không đi chung với bụng bự nữa. Không quan tâm, đùi gà ơi, ta tới đây. Đỡ nổi luôn. Đó là loại dây leo rừng, nếu mà đi không khéo thì sẽ bị cuốn ngược lên cành cây. Hay quá ha, không chịu nói sớm. Đáng đời. Mình mới lấy cẩm nang này ở ngoài cửa đó. Ồ, có cuốn cẩm nang này thì sợ gì nữa. Tiến lên mấy bạn. Đừng có dội mừng, khu ẩm ướt này là khu vực sinh sống của cây cỏ bơ đó. Cây đó có bơ hả? Ăn được bơ trên cây không? Ồ, cây cỏ bơ là một loại cây rất đẹp, dùng những chiếc lá của mình có chất dính để bẫy và tiêu hóa không mồi. Tay mình bị hút lên á. Rét quá. Tay to lên ghê. Vừa nói là đốm dính luôn kìa. Cái tật tay mày không chịu bỏ, lại cái đốm ra đi. Ê ơi, tay to, coi thử cái này là cái gì vậy? Nhìn có vẻ nguy hiểm quá à. Cây gọng vó là loài cây ăn thịt phổ biến trên thế giới. Lá có nhiều lông, chứa nhiều chất lỏng, có độ dính để bắt con mồi. Vậy chỉ cần mình có đụng với mấy cái lông đó được rồi. Chạy đi. Trời ơi, dính quá trời dính luôn à. Đằng kia có cái lưu nước kìa. Lại đó rửa sạch đi.